tôi là Huy Gấu, tôi đang tham dự chương trình Internet Business Marketing của Marota. Tôi đã học được điều rất thú vị và nếu các bạn thích điều này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau chương trình này. Hãy comment ở bên dưới, tôi sẽ quay lại ngay. Cảm ơn.